tin mừng theo Thánh Luca. Người Do Thái hoang mang về Đức Giêsu. Thật vậy, có kẻ nói, người là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Đức Giêsu là ai? Thực tế cuộc sống cho thấy, trước những điều lạ lùng, người ta thường đưa ra những nhận định khác nhau dựa trên quan điểm sống, trình độ nhận thức, sự hiểu biết của chính mình. Việc Đức Giêsu là con người nhưng cũng là Thiên Chúa là một điều lạ lùng đối với tất cả mọi người từ xưa đến nay. Do đó đã có nhiều ý kiến khác nhau về người. Thật vậy, ngay từ xa xưa, đối với những người đương thời với Đức Giêsu, có người cho rằng Đức Giêsu là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Người khác thì bảo Đức Giêsu là ông Elia hay là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Ngày nay cũng vậy, có người cho rằng Đức Giêsu là một danh nhân văn hóa, luôn cổ võ đời sống yêu thương. Người khác thì coi Đức Giêsu chỉ là một đấng sáng lập tôn giáo như bao vị sáng lập tôn giáo khác. Là Kitô hữu, chúng ta đã tuyên xưng Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta có tin thật như vậy hay không? Và chúng ta sống niềm tin này trong đời như thế nào? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng Ngài chính là Thiên Chúa của chúng con. Amen.